Hello chị, em An đang ngồi trong một mẫu sedan hạng B Hyundai Accent anh chị nhá, bản đặc biệt sản xuất 2019. Và đây là một chiếc xe mới lăn bánh đúng đồng hồ 30.000 km thôi. 30.138 km cho mẫu xe Hyundai Accent này. Vô lăng tích hợp anh chị nhá. Ga tự động và những cái khóe vô lăng này. Rất là mới này anh chị này. Đấy. Hyundai Accent bản đặc biệt. Mọi chi tiết là mới tinh. Và bản đặc biệt sẽ được trang bị cho anh chị điều hòa auto, màn hình giải trí tích hợp sẵn, có chỉ đường. Đầy đủ thông minh. Đây là một mẫu sedan hạng B thiết kế đẹp và option rất là miên man. Gương kính chỉnh điện, gương cụp màu bạc các chị nhá, 2019. Và chiếc xe này nguyên bản thì sẽ có ghế da nguyên bản theo xe chị ạ. Và đặc biệt thì sẽ trang bị thêm cho anh thêm trang bị 6 túi khí an toàn này chị ạ. Đó, ghế da nguyên bản. Và đây là một chiếc xe mới đi 3 vạn thôi nên là mọi chi tiết còn rất là mới nhá. Đấy, những cái chi tiết trần này cực kỳ đẹp luôn. Bản đặc biệt 2019, mọi chi tiết là nguyên bản, em An cam kết là xe chuẩn Euro này, không đâm đụng thủy kích tai nạn, bao lỗi tuyệt đối anh chị, theo chỉ zin đét nha anh chị nha, zin này, Accent bản đặc biệt sản xuất 2019, khung cửa lẹp mạ chrome sẵn này, các tay cửa cũng là mạ chrome khóa cảm biến thông minh, bản này cũng được trang bị cho chị là bộ mâm R16 lớn hơn so với bản tiêu chuẩn nha, mâm phay R16. Tất cả dàn vỏ là nguyên bản theo xe. Đây, dàn vỏ là nguyên bản theo xe chị nhá. Và anh chị có thể thấy là chất xe rất là đẹp và mới như này đây. Em An thích quay riêng một mình từng mẫu một này để cho chị mình nhìn nó dễ hơn. Nhiều lúc thì em An quay tổng hợp nên chị cũng không thể nào mà nhìn hết được. Đấy, các góc cảng ha, rất là khít đây. Cụm đèn hậu sau là LED 3D. LED 3D nhá. Accent bản đặc biệt. Đó. Số trời đây. Gương kính chỉnh điện, gương cụp anh chị nhá. Tất cả những cái chi tiết, những cái đường lườn này rất là đẹp này anh chị này. Đó, anh chị quan sát rất là kỹ cho chị này. 2019 mới chạy có 3 vạn rồi. Thế này chị thấy là dàn vỏ này là nguyên bản theo xe và bộ mâm phay R16 này cũng rất là đẹp. Cá nhân em An thì cực kỳ thích thiết kế của Accent anh chị ạ. Rất nhiều video em An cũng đã khẳng định rồi. Accent một xe sedan B cho em An cái thiết kế cực kỳ là ưng mắt. Cụm đèn chiếu gần dạng thông kính, có giải LED định vị ban ngày chị nhá. Mặt ga lăng mạ chrome này. Mặt ga lăng mạ chrome. Bình lục giác, đèn gầm sương mù dạng thấu kính, xung quanh có gốc mạ chrome với chị nhá. Động cơ 1.4, đây cho chị tham quan phần khoang động cơ mẫu này. Accent, máy móc rất là mới nha đây, anh chị có thể quan sát này, những chi tiết máy chưa tháo mở ha. Đó, đang đinh bấm này. Đẹp lắm, rất là đẹp cho những cái sản phẩm nha. Mức tiêu nhiên liệu của một em Hyundai Accent động cơ 1.4 nó dao động khoảng 6 lít hơn thôi chị nhá, vô cùng tiết kiệm, vô cùng tiết kiệm. 2019 và keo chỉ là bao zin nha chị nhá. Keo chỉ này là bao zin này, không cần đụng mất phân keo phân chỉ nào. Bản này cũng được trang bị cho chị ABS cân bằng điện tử đầy đủ hết. Đó. Accent này chị ạ. Bản đặc biệt. Đây. Tiếp tục phần đầu xe chị thấy là những cái góc cảng rất là khít này, nước sơn khá là đồng nhất đúng không ạ? Rất là đồng nhất. Bộ vỏ là nguyên bản theo xe nhá. Tất cả bộ vỏ này là nguyên bản theo xe. Mà sẽ kiếm cái đế vỏ đây ạ. Tuần thứ 25 năm 2019 này. Mâm này rất là mới, chưa có một vết chảy xước nào luôn. Những cái heo thắng này. Mới tinh nhá. Ok. Đăng kiểm vào đến tháng 8 2023 chị ạ. Phí đường bộ cũng vậy. Lực sơn cực kỳ đồng nhất và những cái chi tiết đường lượn này. Đấy. Cho chị tham quan để chị cảm nhận được chất lượng của chiếc xe. Dù đã qua sử dụng nhưng mà 3 năm nhưng mà chủ xe họ mới chạy 30.000 thôi. Cái chất lượng chiếc xe nó còn cực kỳ là hoàn hảo anh chị ạ, rất là hoàn hảo nha chị nhá. Ghế da là nguyên bản theo xe hai màu, ở giữa đục những chi tiết lỗ nhỏ thoáng khí này. Các chi tiết là chưa tháo mở luôn, động chạm gì cả. Quá đẹp luôn anh chị. Anh chị nào mình quan tâm mẫu này thì alo cho em An nhé, hoặc lên trực tiếp siêu thị ô tô Bình Dương, số 1968 ngã ba xã đường DT743B, khu phố Đông Tân, Dĩ An, Bình Dương để xem xe và trải nghiệm mẫu này. Em An bao cho anh chị là check test nhé. 485 triệu là mức giá mà em An đang mong muốn ở mẫu xe mới đi 30.000 chuẩn thôi. Và giá này thì em An tặng thuế trước bạ 100% cho chị nhé. Tặng thuế trước bạ cho chị. 485 triệu cho mẫu này. Nội thất hai tông màu đen kem. Mọi chi tiết rất là đẹp. Ghế đây. Chị thấy không? Hàng ghế phía sau gần như là rất là ít ngồi. Cực kỳ đẹp. Và bản này cũng được trang bị hốc gió điều hòa ghế sau nhé. 2019 đã có hốc gió điều hòa ghế sau rồi. Đấy. Accent bản đặc biệt, cửa sổ trời trên kia, trần thì gì. Và mẫu này thì hiện tại đang là 485 triệu. Giá này thì em An bao thuế trước bạ cho chị và bao rút hồ sơ gốc.
Đây, tất cả dàn vỏ là theo xe anh chị ạ. Bầm không một vết chảy xước luôn. Anh chị thấy đẹp không ạ? Đó. À, xe bản đặc biệt. Phần đuôi sau được trang bị cho anh chị 4 mắt cảm bên sau, cụm đèn hậu sau LED 3D. Đây, phần gầm xe đây. Đó. Cảm soát cho chị thấy là độ sáng này, xe không có mục mọt gì. Gầm bệ rất là sáng rồi đúng không ạ? Rất là sáng rồi. À, cốp điện nha chị nhé, mình có thể dùng dụng khóa để mở cốp điện luôn. À, option rất là nhiều. À, không gian phần khoang hành lý đây, à, nó rất là rộng thoải mái cho chị là mình để đồ nhá. À, đây là hơi ngược sáng một chút. Có sơ cua này còn chưa lăn này chị này, có sơ cua mới tinh nhá, chưa lăn luôn. Đó, à, đồ nghề đầy đủ hết anh chị ạ. À, nguyên bản hết này. À, đây, ok chưa ạ? À, nói chung là đây một chiếc xe rất là đẹp, em bán tự tin, bao check test toàn quốc cũng như là nhận cọc từ xa với chị. Rồi anh chị cần làm quan tâm về mẫu Hyundai Accent bản đặc biệt sản xuất 2019 của siêu thị ô tô Bình Dương thì alo cho em. Một chiếc xe lăn bánh đúng 30.000 km, 1 triệu đồng và đang là 485 triệu. Rồi cảm ơn chị đã theo dõi video của em. Xin chào và gặp lại chị. Xin chào.